rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMP Củ Chi, kênh chuyên gia bán âm ly cũ cho các bác xem và ưng ý thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0392335558 để đặt hàng. Và thông tin số điện thoại mình cũng có để ở dưới phần mô tả của video. Bác nào cần xem chi tiết thì mình cũng có ghi ở dưới mô tả nha. Hôm nay mình sẽ lên một con máy karaoke gia đình hiệu là MDM MDM. Con này là cũng thuộc dạng hàng công ty Việt Nam gáp nha các bạn. Cấu hình các bác nhìn vô thấy cũng là giống nha. 8 sò lớn, 8 sò, 8 con Toshiba và cái cục tăngpo 15A, tăngpo 15A và dây đồng luôn. Tăngpo dây đồng, con máy này độ nặng nó khoảng trên 10 kg à, trên 10 kg, và miếng nhôm chúng ta thấy nhôm cũng rất là to. Quấn một cặp loa hai tắc cử đánh ngọt ngào, loa hai tắc cử đánh vô tư nha. Rồi bây giờ mình sẽ test và quay toàn bộ con máy cho các bác xem. Các bác thấy ở đây có con tem MDM nữa nè, MDM. Tem này là tem dạ quen, nó chiếu màu á. Rồi bây giờ lên nhạc lớn và test con máy nha các bạn. Máy hình rất còn đẹp. Vàng nó búp bê đã được kiểm tra và thay mới. Con nào lỗi là được thay thế mới hoàn toàn. Và hai volume xịn hết. Volume chiếc áp 3 lăng. Đây 3 lăng căng lo. Đây 3 lăng nằm ở đây nha các bạn. Và bass trung chép cũng không phương. Và echo ở đây là sử dụng con IC0306. Chưa, để mình test phần 3SK nữa rồi test nghe chơi nha các bạn. Đó. Cái nút 3S này nhắn vào là tiếng bass nó dồn lên cao lắm. Tiếng bass lên rất là lớn. Bass mùm luôn. Đó. Rồi ở đây là công tắc tín hiệu đầu vào ha. Công tắc tín hiệu vào AB. Ở đây mình nhắn vào con B là hát, là mình ghim đường B các bạn. Con máy này màu trắng, mặt nạ là phai nhôm, nắp màu đen. Mặt nạ trắng mà nắp đen, hậu đen nha. Rồi bây giờ test echo luôn. Echo ở đây là sử dụng IC0306. Cái camera nó hơi lắc các bạn. IC này là 0306 nha. IC lớn, chip vang công ty. Hàng này là hàng xưa nên IC cũng là IC chất lượng, chứ không phải như hàng chợ, hàng tàu bây giờ. Hàng linh kiện bây giờ thì nó thua xa với cái con ngày xưa. Đó, các bạn nên hiểu cái điều đó nha. Linh kiện ngày xưa, hàng công ty là hàng chất lượng, không xài độ bền nó cao và chặt âm ra cực kỳ hay. Còn linh kiện bây giờ đồ mới nhưng mà hát không hay và độ bền của nó là cái chân bọng nó dễ xét lắm. Rồi vang nhà mic 2. Tiếp tục mình test mic 1 nha. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Lơ mơ hi ba bu. Đó, cái dàn volume thì mình căn chỉnh tùy ý. Đã được kiểm tra và test kỹ lưỡng.
volume nào cũng dặn up phê top hết nha các bạn. Alo. Chép dặn lên là rít liền. Đó, thì cái phần này chúng ta căn chỉnh theo tùy cái giọng hát của mỗi người. Đó, bass trung chép nè, ai bass nhiều thì chúng ta giảm bass lại, ai cái tiếng chép nhiều hơn thì chúng ta sẽ giảm chép, thì căn chỉnh sao cho phù hợp là hát hay hết. Con máy tình trạng là hát tốt full chức năng nha. Alo, alo, một hai ba bốn năm sáu. Alo. Rồi, ngon lành. Đó, bạn nào xem qua thấy hết con máy này thì nên xem hết video, trong video mình lúc nào cũng có báo giá hết. Giờ có nhiều trường hợp các bác mà cứ không biết xem sao á, mà cứ lên hỏi giá nhiêu không à. Đó, mấy bác đâu không bao giờ mà mình phải nói là mấy cái tình huống đó là không có mua hàng, còn là hỏi đa số là tham khảo. Ở nên mình cũng ít trả lời bình luận hoặc là tin nhắn của mấy bạn đó. Nếu cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp sẽ được giải đáp ngay thôi các bạn. À, vấn đề đó thì các bác thông cảm. Rồi bây giờ báo giá luôn. Con máy này là 8 sò 8 xị. 8 sò 8 xị, giá này không bao ship nha. Hàng MDM 8 sò lớn. Máy là nhìn vô là chúng ta thấy cái cấu hình bên trong gáp là hầu như là full linh kiện. À, linh kiện đầy cái máy luôn. Rồi ở đằng sau hậu đây nè, có câu chữ U đầy đủ nha. Đó, máy hàng xưa, hàng xưa xịn, tăng phô đồng nha. Và chữ vọng ở đằng sau có bị bài bài tí xíu. Máy là hình thức có sao quay vậy. Chữ vọng là có bài nè, thấy không? Rồi cổng dặn lo là cổng dặn, cổng dặn thì chúng ta dặn nó tiếp, nó tiếp xúc tốt. Ở đây là mình ghim như thế này là ghim test thôi nha các bạn, mình ghim cũng chặt, nó tiếp xúc tốt. Tránh trường hợp là chúng ta ghim sơ sài, tiếp xúc chập chờn có thể ảnh hưởng đến lo và âm ly nha. Lúc ăn lúc không, lúc ăn lúc không là cái âm ly chúng ta sẽ có thể là hỏng phần công suất. Cái đó là phần lý thuyết nha. Tiếp xúc chập chờn là nó bị lỗi luôn á. Con này mình thanh lý giá 800.000. Ở bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ mình. Hình thức con máy là bên trong ghim luôn. Bằng nguồn và công suất. Đây, công suất nè. Một bên là 4 con, 1, 2, 3, 4. Sò này là sò Toshiba lớn nha, nhôm dày và linh kiện trên mạch chúng ta thấy rất là nhiều linh kiện nè. Sơ đồ mạch này ra chắc âm sáng hay, tiếng trong trẻo, bát dép căng đét. Đây có tem đầy đủ trên cái mạch luôn nha. Đó, và mình đã có chích keo dính vào miếng nhôm và cái mạch để nó giữ cái mạch cứng lại các bạn. Thì mà có giao hàng vận chuyển thì nó không bị sốc. Vấn đề mà vận chuyển an toàn là ưu tiên lên hàng đầu. Rồi con máy như thế không, cặp tụ này là tụ đen nha. Tụ này dung lượng để coi, dung lượng 10.000. đây 10.000 nè, có ghi chữ là audio luôn. Đầu tăng phô đây. Nắp máy đây. Nắp máy len keng không bị sét nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.
video chị có nhận thấy không, bác nào xem ơn lý thì cứ liên hệ để mua hàng ủng hộ shop bên tay của chị. Rồi chân thành cảm ơn các bạn.